Chim cung bay dài các bạn. Đó. Bay dài đó. Chơi sáng giờ chơi cái đã bây giờ đó. Thấy là mình đẹp không? Đổ cát ở dưới đó. Xong mà trồng cây luôn. Chơi cho nó chắc. Đó, ăn hả? Đói hả? Trời sáng giờ mới về đó. Tới giờ ăn đứng kêu. Kêu hồi nó bay xuống. Nó bay vô đây nó ăn. Nói các bạn thấy không? Đó. Nhìn đẹp quá. Cây cây này cây cam thảo nè. Còn cây này cái gì mình cũng không biết cái gì. Nhổ trong cái chậu bông. Trồng cho nó đẹp. Bà hả? Nay chắc cũng cho dâu ăn cơm rồi. Cắt cỏ cho bò ăn nữa làm chi, lớp nào trâu lớp nào bò thì sao được. Hôm nay mệt cho mình bớ nghỉ thả ăn đi con. Ngắm ăn đi, chóng chóng ăn đi con, ăn no rồi đó, chuẩn bị đi chơi nữa bây giờ. Cặp trâu ăn bự rồi. Ừ, bằng cặp bò đó, đó. Thấy gì chứ. Một mình không thả sáu bảy con sao thả, xe cộ người ta lum la hết trơn. Thì dắt bốn con bỏ ba con ở nhà với mấy con nghe nữa. Nó nhỏ ngắn quá đi theo bà, nó không có đòi mẹ luôn. Tới chiều về cái nó nhảy vô nó bú khôn có chiếc khôn không. Ừ, theo bảy quen rồi. Con ăn đực. Mèo. Tối ngày chọc con chim. Chim mổ mà chết cha mày. Chọc con chim cu, bị chim cu mổ hoài, không sợ. Không sợ con cu. Ghê dễ gì dám lận cu, cu phùng lông lên là thấy không. Cu nó phùng lên nó dữ lắm mà. Con này lại gần là nó mổ đi, mổ hoài gì, mổ dưới anh sợ đâu dám chọc con chim nữa đâu. Lúc trước chỗ con chim đang ăn cái lấy giò khiêu 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 cu đá cái nghĩ dám lợi luôn. Hai con đá giết sợ nghĩ dám lợi luôn. Đó là con nữa ha. Đại ca mèo đó, mèo với chó với chim sống chung một chuồng. Các bạn thấy cái lòng mình vậy đẹp không? Chim mình nuôi nhốt trong lòng không có được, không quen. Nó ở lòng như này quen này, bay bay tự do về về ăn ngủ. Ngủ mình cũng đem nó vô phòng luôn, tối nó ngủ trong phòng chung với mình, đỡ nó rất là thần. Được 1 tháng 5 ngày ai, đúng 1 tháng 5 ngày luôn. Nạn mái nè, nạn trống nè, chim mái lúc nào cái cơm cũng mọc trước trống cơm nè, cơm mọc trước trống trống này chưa chỗ cơm, chỗ cơm mà mới có mấy hộp mà. À, còn
nó phải gãi lỗ tai nó gãi ảnh cái ảnh ảnh phê anh làm em vua. Im nó nhột à, nhột nhột. Phê quéo đầu qua gái bên này quéo qua bên kia, gái bên kia quéo qua bên nọ. Quay đây sáng này bạn thấy không, lòng quá đẹp, hoặc là bằng cây me, làm cây me nó chất lượng hơn mấy cây kia. Bà bắt ốc à, mình với ba mình làm chứ một mình thì nó khó làm lắm, hai người một người dịnh người làm. Khoan ốc vô đây nè, còn cái này mình bột gia vị cho nó cứng cứng mà quấn vậy vô, quấn bằng keo vô, nói chung thì khỏi quấn cũng được tại mình quấn lại cho nó chắc chắn đó. Đẹp không, mới đổ vô hồi sáng luôn á, hồi sáng là chưa có đổ, chưa có đổ cát, chưa có trồng mấy cái này rồi trồng rồi ăn đổ rồi ông lum lo đó ha. Chị bình miệng khoe chim cu. Cô này cô dữ nha, cô khôn nha, cô khách nha. À, mình thì không thích chơi chim săn mồi, gà chim cu mình không thích, bắt chim cu mình không thích, gà bẫy mình chỉ thích nuôi chim con lên khách bay lượn tự do, không nuôi nhốt lồng. Hay vậy chứ cũng khó nuôi các bạn ơi. Mình nuôi cặp này cặp thứ 4 mà mới thành công được vậy nè, chứ mấy cặp kia nuôi nó bay đi chứ nó không có khôn. Nói chung thì cũng tùy con, mà nếu mà các bạn muốn nuôi được như vậy á thì các bạn phải bắt cái con chim mà nó vừa mới nở tầm khoảng 3 ngày, các bạn nuôi như vậy thì nó thuần nó mới mình hơn. Còn mình bắt mà lông nó chỗ lông ống ra hết trơn là nuôi nó khó thuần lắm. Nó cũng thuần mà kiểu như mình nhốt chuồng thì được, mà nuôi thả ra như vậy nó cũng hơi khó. Tại vì nó chỉ cần bay lên được nóc nhà, bay lên nóc nhà là bắt đầu mình kêu hoài nó không xuống. Rồi mình lên mình đưa tay ra mình bắt cái nó nhát, nó không dám lại gần mình. Nó còn con chim mà mình nuôi từ nhỏ mình huấn luyện thì nó hừng, nó bay lên cao chăng nữa mình có lấy tay mình vừa nó cũng đứng im ghê các bạn, mà nó còn bay ngược lại xuống mình hết. Đó. Đó là con chim mình tập nuôi theo cái cách thả gông như vậy nè. Đó. Ăn no xong mà đứng lên chút xíu nó bay nữa rồi đó, thấy không? Các bạn nhớ nha, nếu các bạn muốn nuôi thả gông như vậy á thì kiếm cái ổ chim cu gừng ngoài rừng á, mà nó vừa mới nở tầm khoảng 3 ngày là con chim nó mới vừa mở mắt các bạn, mà nó chưa thấy rõ, nó gặp mình nếu mà nó mở mắt ra nó nhìn xong cái nó nhắm mắt lại đó, là cái đó là nó mới vừa mở mắt luôn đó. Các bạn nuôi nó như vậy này nó quá thần luôn, nuôi càng nhỏ thì càng thần, nhưng mà quan trọng là mình có thể nuôi sống hay không thôi mới là quan trọng. Tại vì con chim nhỏ mình nuôi mình phải làm sao mà cho nó có cái độ ấm, tức là bạn nuôi trong cái thùng mút đó, thùng mút thì mình để gươm trong trong đó đó, rồi xong cái tối nó ngủ mà lấy cái khăn này nè mình che là phân nửa, còn phân nửa hở ra cho nó thở, như vậy là nó ấm nữa các bạn. Mình đem ra mình đút trong trong vòng 30 giây là cái con chim lạnh ngắt luôn á, chim con mà nó ra gió xíu đã lạnh nè. Bởi mình tranh thủ đút cho nó nhanh nhanh, đừng quá gấp gáp, chim nó dễ mắc nghẹn nha các bạn. Nó là cái cách nuôi của mình để mà thuần hóa cái con chim cu bay lượn tự do. Rồi xong, các bạn nào thắc mắc thì nhớ comment
và like và đăng ký kênh để mình tiếp tục video mới cho các bạn xem nha. Rồi ok, mình tạm ngưng video.